Xin chào tất cả các bạn, trước tiên thì mình xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian để theo dõi video này Như các bạn đã biết thì mình quyết định nghỉ việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 để tập trung tự học lập trình và giúp vui được thông báo là giữa tháng 6 vừa rồi thì mình đã tìm được việc Gần đây thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về kinh nghiệm chuyển ngành như thế nào và Video này thì sẽ chia sẻ ngắn gọn quá trình mình chuyển từ kế toán sang lập trình viên như thế nào và sử dụng tài liệu gì cũng như những con đường mà mình thấy là hiệu quả nhất để chuyển ngành thành công mình hoàn toàn không thấy việc học và chuyển ngành là dễ dàng và mình tin chắc chắn là khi đi làm thì sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa vì chưa có kiến thức nền chắc chắn như những người may mắn đã được học và nghiên cứu trong lĩnh vực này nhiều năm rồi. Tất nhiên là mỗi người thì sẽ có xuất phát điểm khác nhau, cách học khác nhau. nên kinh nghiệm của mình chỉ để dành tham khảo và mong các bạn có sự lựa chọn đúng đắn và thành công. thì uh, một chút về bản thân mình, uh, nếu như các bạn đã xem video trước mình làm về học ngoại ngữ thì các bạn biết là mình tốt nghiệp ngành quốc tế học tại Việt Nam, sau đó làm biên tập viên thời sự một năm chuyển sang Châu Âu học uh, thạc sĩ văn hóa châu âu và khi mà mình chuyển sang mỹ thì mình nghĩ là tìm việc với cái ngành văn hóa của mình thì rất là khó cho nên là mình đã chuyển sang học thêm thạc sĩ kế toán và bắt đầu làm trong lĩnh vực kế toán cho tới nay vì làm được một thời gian rồi nên mình thường nghĩ cách làm sao để đóng sổ cuối tháng được nhanh hơn và hiệu quả hơn ở cuối cùng thì trong năm ngoái có lúc mình làm hai việc một lúc mình thích kế toán nhưng thường xuyên cảm thấy là thứ nhất là mình muốn được làm nhiều hơn là việc viết báo cáo. Thứ hai là không được thấy trọng dụng. Ví dụ như năm ngoái mình đã làm đến chức ở kế toán trưởng cho một công ty nho nhỏ thôi thì mình đàm phán lên, đàm phán xuống thì cuối cùng ở uh, cái lương của mình làm ở kế toán cho công ty đó thì cũng không bằng cái lương khởi điểm hiện nay của công việc mới. Về cái quá trình học thì như thế nào thì như đã nói ở trên là quá trình học của mình thì bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 6 thì là nhận được việc, tháng 7 thì bắt đầu đi làm. Mình muốn là ở nhà tự học thêm một chút nữa uh, trước khi bắt đầu công việc. Đầu tiên là chọn ngôn ngữ lập trình gì thì mình chọn chọn ngôn ngữ lập trình là học Python bởi vì như đã nói ở trên khi mà mình làm kế toán thì mình thường rất là thích làm các cái văn bản mẫu để đóng sổ nhanh hơn uh, bằng Excel cái cách viết rất là giống với cả tiếng Anh, và nên mình nghĩ là sẽ học dễ hơn một chút. Nếu như đây cũng là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì mình khuyên là nên học càng kỹ càng tốt để nắm chắc được kiến thức cơ bản. Sau này khi mà mình tự học thêm các ngôn ngữ khác thì dễ hơn hẳn so với khi mà mình bắt đầu tự học uh, với một ngôn ngữ đầu tiên. Thời gian biểu như thế nào thì mình quyết tâm là dậy sớm, tự học hàng ngày khoảng 7 giờ sáng, không bỏ bất cứ ngày nào. Kết hợp vừa xem video trên Udemy vừa đọc sách để bổ trợ cho kiến thức mà mình còn chưa nắm chắc. Mình sẽ để lại link của một vài cuốn sách này và các cái khóa học mà mình rất là thích ở dưới để cho các bạn tham khảo. Thì đến tháng 2 năm 2022 thì tình cờ là mình nhận được email của một cái trường học bootcamp tức là trường mà họ dạy cho lập trình ở trong một thời gian rất là ngắn thôi, thường là từ 12 tuần cho đến 14 tuần. Họ nói là họ có một chương trình uh, được tài trợ 100% học phí hỏi là mình có muốn nộp hồ sơ hay không. Một trong những ưu điểm của học bootcamp đấy là họ nhồi cho mình rất là nhiều thông tin trong một thời gian ngắn và ưu điểm thứ hai đấy là có cái chương trình mà giới thiệu việc làm, tức là khi mà mình tốt nghiệp thì trong cái khóa bootcamp đấy họ sẽ bắt mình phải làm một cái dự án cá nhân khi mà mà tốt nghiệp thì mình sẽ phải thuyết trình về cái dự án cá nhân đấy trong vòng 2 phút và thường là trong cái buổi thuyết trình đấy sẽ họ sẽ mời một vài những cái nhà tuyển dụng đến để xem mình thuyết trình như thế nào và thường là khi mình giới thiệu bản thân rồi sau cái thuyết trình xong ấy nếu mà họ thích mình họ sẽ chọn mời mình phỏng vấn và mình rất là may mắn vì sau khi mà mình thuyết trình xong thì có hai đội họ đã mời mình phỏng vấn và mình tốt nghiệp thì họ đã gửi job offer cho mình trước khi mà chuyển ngành thì mình đã nghĩ là người đầu tiên trong trong lĩnh vực mới này sẽ rất là khó bởi vì nếu như mà tìm việc trong một cái lĩnh vực mà bạn đã có kinh nghiệm vài năm rồi thì chắc chắn là sẽ dễ ơn hẳn rất là khó để thuyết phục người ta là mình có khả năng làm cái công việc đấy và cố gắng làm sao để thuyết phục cho họ thấy rằng là mình là một người rất là ham học không ngại ở uh, khổ không ngại khó để để học mình rất là cảm ơn vì họ uh, tin tưởng và và cho mình cái cơ hội này hy vọng là trong vài tháng tới thì uh, sẽ làm việc uh, ok và không bị quá rốt và không không bị đuổi <laughs> như đã chia sẻ ở trên thì mình thấy là nếu như tìm được một cái trường học bootcamp em mà hoàn toàn miễn phí hoặc là được tài trợ 100% như là chương trình của mình thì là tốt nhất. Bởi vì thứ nhất là thường những cái chương trình bootcamp rất là đắt tiền. Mình chưa tìm thấy khóa nào mà dưới 10.000 cả. Ví dụ như khóa mình vừa học là trị giá 13.000 đô vừa mới được giảm từ 17.000 đô xuống 13.000 đô bởi vì trong cái thời gian mà the pandemic COVID-19 thì chuyển qua học hoàn toàn từ xa, học online cho bỏ việc rồi cho nên là mình không muốn vừa mất tiền lương hàng tháng lại còn vừa phải bỏ tiền ra để trả cho tiền học bootcamp cho nên mình không còn muốn học như vậy Trong cái phần miêu tả về video ở dưới này thì mình cũng sẽ chia sẻ một vài cái chương trình học bootcamp miễn phí mà mình tìm hiểu và, và biết tới để các bạn có thể đăng ký và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì có thể nhắn tin hoặc là viết bình luận ở phía dưới cho mình kem mà mình học là Hypri Academy trường học này thì chỉ dành cho phụ nữ hoặc là chuyển giới hoặc là những người đồng tính hiện nay thì mình biết là chương trình đang có một thêm khóa tài trợ nữa nhưng mà stack học là Java thay vì học như Python của mình và cái chương trình này thì là học 16 tuần. Ờ, tuy nhiên thì ngày hôm nay mình làm video này thì đã là ngày 26 rồi và mình biết là ngày hết hạn nộp hồ sơ là ngày 25 tháng 6 thì vừa ngày mấy ngày hôm qua. Và chương trình này thì họ chọn là 20 học viên Nếu như đã muộn để không để nộp được cái chương trình này rồi thì mình hy vọng là sau đó sẽ có một chương trình khác để các bạn nộp Ngoài ra một chương trình nữa mình biết rất là hay đó là Generation USA thì cũng có rất là nhiều khóa học miễn phí và mình đã nộp thử thì mình thấy rất là dễ so với Hyperi Academy ví dụ như là không có coding challenge tức là không có câu hỏi gì về lập trình luôn họ chỉ hỏi mình có khoảng 4 năm câu thu hình mình nói chuyện trả lời các cái câu hỏi này bằng video họ duyệt hồ sơ của mình thì họ sẽ gửi cho mình cái thư là có nhận mình vào chương trình học hay không ngoài ra thì mình còn có biết Tectonica có code tenderloin và có ada developers academy ba cái trường này cũng đều có khóa học miễn phí video này mình đã chia sẻ rất là ngắn gọn quá trình mình chuyển từ kế toán sang lập trình viên như thế nào cũng như là mình chia sẻ với các bạn sách và chương trình học chia sẻ với các bạn những cái bút kem miễn phí mà các bạn có thể dùng có thể nộp hồ sơ xem cái video này tại bất cứ thời điểm nào mà các bạn cảm thấy là cái video này có ích hoặc là video này giúp tạo thêm cho các bạn bất cứ một động lực nào hoặc các bạn có thêm câu hỏi gì xin hãy like và subscribe để mình có thêm động lực làm thêm các cái video khác bởi vì mỗi một, một lần làm video này rất là mất thời gian xin cảm ơn các bạn